Xin chào, rất vui khi được đồng hành với các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, hãy cùng xem màn trình diễn tuyệt vời nào sẽ đến trong ngày hôm nay nào. Guido Carrillo, Mikel Vesga Aruti, Nelson Semedo, Benzema, Ronaldo, và sẽ là một pha tấn công của Barcelona. Úc. Tạt bóng đi. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát một lần nữa. Benzema. Úc. Sút đi. Vâng, bóng bay thẳng về phía thủ môn. Úc. Jordan Lukaku. Sút. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Ronaldo. Có thể dứt điểm ngay. Họ chuyền bóng như thể không cần nhìn vậy. Và đây là cú sút. Và chặn bóng. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Đá phạt. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Anh ta nhìn thấy đồng đội của mình và anh ta có đủ kỹ thuật cũng như tầm nhìn để tung ra đường chuyền đảo cánh đấy. Guido Carrillo. Wait, wait. Tati. Cần phải phá bóng ngay. Sóng gió tạm thời trôi qua. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Và bây giờ là một quả ném biên. Wait, wait. Cô bóng vào. Ghi bàn. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Nguy hiểm, Nelson Semedo đã bị vượt qua. Tát rồi.
Jordi Alba. Benzema. Mikel Vesga Aruti. Jordan Lukaku. Hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0. Iban. Trận đấu sẽ được tiếp tục với quyền phát bóng của Barcelona. Benzema. Nelson Semedo. Và đây là cú sút. Bóng văng ra, thủ môn đã cứu thua rất xuất sắc nhưng không thể bắt gọn nó. Mikel Vesga Aruti. Cơ hội. Phòng ngự rất tốt. Phòng ngự rất tốt. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Rất tốt, một pha tạt bóng rất tốt. Không được. Cơ hội phản công. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Huấn luyện viên đang có sự chuẩn bị, có hai sẽ đổi người từ ghế dự bị. Jordan Lukaku. Đó là một quả ném biên. Irazoguni. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha tranh chấp trên không đó. Ruben Perez. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Irazoguni. Nelson Semedo. Sút. Cơ hội nguy hiểm cho Barca. Barcelona liên tục lãng phí các cơ hội. Đáng lẽ họ đã phải dẫn trước khá nhiều rồi. Trận đấu có lẽ sẽ có rất nhiều bàn thắng nếu không có những pha bỏ lỡ đáng tiếc như thế này. Ronaldo. Jordi Alba. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Jordi Alba. Irazoguni. Và đó sẽ là một cú ném biên. Trận đấu đã nóng lên rất nhiều và tôi nghĩ nên có sửa đổi về nhân sự ngay bây giờ.
Recio. Nguy hiểm. Thủ môn đã kịp thời khép góc. Đây chính là sức mạnh của sân nhà. Đội chủ sân đang rất biết cách gây áp lực đối thủ khi mà họ được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Chính xác là như vậy, họ đang tiến đến rất gần với chiến thắng. Một pha đập bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Ồ, nó nên là đường chuyền. Anh ta đã thoát xuống rồi. Ồ, như vậy là trọng tài viên đã căng cường. Tôi cho rằng đội ngũ trọng tài đã đúng trong tình huống này. Jordi Alba. Trận đấu đã đến phút thứ 85. Benzema. Ronaldo đến đường chuyền nhằm kéo giãn đội hình đối phương. Một pha tấn công tốt bên cánh nhưng hậu vệ đã làm rất tốt. Irazoguni. Diego Reyes. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 3 phút. Phải rất cẩn thận trong tình này, không cần phải đá thật nhanh để đối phương có cơ phản công. Đường chuyền quá thông minh, một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Jordi Alba vừa có pha phóng lên. Hết giờ. Barcelona là đội giao bóng và trận đấu đã bắt đầu. Tát rồi. Karim Benzema. Thủ môn đã bắt rất tốt.
Aubameyang. Sergio Ramos. Jordan Lukaku. Payet. Nelson Semedo. Úc. Sergio Ramos. Sóng gió đã nổi lên. Rất tốt. Ronaldo. Michael Owen. Saki. Ronaldo. Cô bóng vào. Bay hết. Cú đánh đầu khá tốt nhưng thủ môn đã làm tốt hơn. Rất tốt. Anh ta rất bình tĩnh xử lý tình huống một cách gọn gàng. Có thể có bàn thắng. Một pha phản xạ tuyệt vời của thủ môn, không có gì áp lực với anh ta. Và đây là cú sút. Marcelo. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Saki. Úc. Vâng, anh ấy đã tung một đường chuyền đảo cánh chính xác cho đồng đội của mình. Tạt đi. Payet. Ronaldo. Aubameyang. Ronaldo. Jordan Lukaku. Payet. Cơ hội. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này. Báo hiệu chỉ còn 2 phút bù giờ. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Không đều là tỷ số kia. Trận đấu sẽ được tiếp tục với quyền phát bóng của Juventus. Aubameyang. Marcelo. Jordi Alba. Benzema. Sergio Ramos. Vượt qua rồi. Cơ hội. Aubameyang. Vào. Hãy xem lại pha quay chậm này. Thủ môn hoàn toàn đứng xa với góc sút. Bóng bay thẳng vào chỗ hoàn toàn trống trải.
Vâng, nhiệm vụ còn lại của tiền đạo là rất đơn giản, anh ta chỉ có việc sút vào góc đấy thôi. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Ronaldo. Cố gắng để vô lê. Phán đoán chính xác, De Gea đã ôm bóng trong tay. Húc. Và thủ môn có thể xử lý pha bóng đó. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Aubameyang. Cần phải phá bóng ngay. Một cú sút chéo góc, và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Cơ hội tốt đã bị chặn đứng bởi phản ứng kịp thời của vệ. Aubameyang. Jordi Alba. Có cơ hội. Thật tốt cho thủ môn, cú đá trúng cột. Đó là một quả ném biên. Húc. Saki. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Sakiri căng ngang. Thật tuyệt khi sút. Payet. Aubameyang. Húc. Sakiri. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Trận đấu rất căng thẳng dù Juventus đang dẫn trước và họ vẫn đang cố gắng tìm kiếm thêm bàn thắng cho mình. Nếu tôi là một cổ động viên chủ nhà, tôi sẽ rất khó chịu. Đúng là như thế, chẳng ai muốn bỏ tiền ra vào sân vận động chỉ để xem được bóng con cưng của mình thi đấu bạc nhược. Sút. Cản bóng tốt. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Thủ môn. Sút đi. Wow. Bàn thắng tuyệt đẹp của Dimitri Payet. Ồ, đó là bàn thắng tuyệt vời, Alan. Bóng bật lại và đi thẳng vào lưới, thật may mắn. Tỷ số được đưa lên 2-0. Cơ hội nguy hiểm. Một pha phản xạ tuyệt vời của thủ môn, không có gì áp lực với anh ta. Sút. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. De Gea đang cho chúng ta thấy phong độ xuất sắc của anh ta trong trận này khi đã giữ sạch lưới suốt 9 phút vừa qua. Vẫn là phạt góc. Era Pique. Thủ môn bắt được bóng một cách dễ dàng. Và
Barcelona là đội giao bóng và trận đấu đã bắt đầu. Nelson Semedo. Và đây là cú sút. Phán đoán chính xác, Oblak đã ôm gọn bóng trong tay. Không được. Phòng ngự rất tốt. Họ ngăn chặn đối thủ ngay khu giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Ronaldo. Nelson Semedo. Có thể có bàn thắng. Ném biên cho Barca. Saki. Tát rồi. Một pha đập bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Barcelona đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Pique. Benzema. Bóng vắt và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Ném biên cho Barca. Sergio Ramos. Lại ra ngoài. Ronaldo. Họ đã mất quyền kiểm soát. Andrew Robertson. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Úc. Benzema. Andrew Robertson. Christian Eriksen. Bernardo Silva. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Cắt bóng hay. Úc. Saki. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng từ chân đối thủ. Ronaldo. Christian Eriksen. Ronaldo. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Benzema. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Barcelona đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Saki. Mất bóng. Matip De Ligt. Jordan Lukaku. Benzema. Pha chuyển bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Và đây là cú sút. Ronaldo. Bernardo Silva. Và đây là pha tấn công của cầu thủ Manchester United. Thật là bền bỉ, anh ấy không đều là tỷ số tiền. Tôi nghĩ rằng tất cả khán giả đều không thể đợi thêm được nữa. Chính xác là vậy, bắt đầu hiệp 2 thôi. Romelu Lukaku.
Sergio Ramos. Nelson Semedo. Bóng tạm thời được trả về cho Oblak. Bernardo Silva. Christian Eriksen. Rất tốt, một pha tạt bóng rất tốt. Phòng ngự rất tốt. Bernardo Silva. Họ đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Saki. Đó nên là một cơ hội. Cú dứt điểm không thành công. Người đang giữ bóng là Sakiri. Nelson Semedo. Trent Alexander-Arnold. Bernardo Silva. Bernardo Silva căng ngang. Và đây là cú sút. Thủ môn đã đưa bóng văng ra, trận đấu vẫn tiếp tục. Thủ môn đã dướn người hết sức và đã cản được. Oblak đang cho chúng ta thấy phong độ xuất sắc của anh ta trong trận này khi đã giữ sạch lưới suốt 9 phút vừa qua. Karim Benzema. Phép màu đã xuất hiện trong tình huống đó phải không anh Tùng? Rõ ràng là như vậy rồi. Tất cả chúng ta đều nghĩ đó sẽ là một bàn thắng. Ronaldo. Bernardo Silva. Romelu Lukaku. Đối phương bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Christian Eriksen. Bernardo Silva. Eriksen bật tường. Romelu Lukaku. Họ chuyền bóng như thể không cần nhìn vậy. Tăng tốc. Và đó sẽ là một cú đá phạt. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Ném biên cho Barca. Jordi Alba. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Nếu muốn giành chiến thắng thì đây là lúc để ghi bàn. Bernardo Silva. Rất nhiều đường chuyền. Úc. Cần phải phá bóng ngay. Karim Benzema. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Quý vị rồi, tiếng gọi vừa vang lên từ trọng tài chính. Đó là một tình huống quý vị rất rõ ràng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.
Xin chào, rất vui khi được đồng hành với các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, hãy cùng xem màn trình diễn tuyệt vời nào sẽ đến trong ngày hôm nay nào. Trent Alexander-Arnold từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Ronaldo, đường chuyền quá thông minh. Và đó là một quả đánh đầu. Thủ môn đã bắt được bóng, bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Phòng ngự chuẩn xác giúp đội nhà tránh được pha tấn công nguy hiểm. Pogba. Nguy hiểm. Thủ môn đang nhặt bóng để chuẩn bị phát bóng lên. Sadio Mane, Trent Alexander-Arnold. Đột phá. Thủ môn đã kịp thời khép bóng. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Pha vào bóng rất rát. Rashford. Sút đi. Wow. Quả thắng tuyệt đẹp của Rashford. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Ronaldo. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Mất bóng. Kylian Mbappe lô tin. Rashford. Andrew Robertson. Qua người rất hay. Rất tốt. Một pha tạt bóng rất tốt. Messi. Benzema. Messi. Cơ hội. Sút vào. Bàn thắng được ghi cho Barcelona. Vâng, trận đấu này càng trở nên gay cấn hơn với pha cân bằng tỷ số vừa rồi. Tỷ số bây giờ đang là 1-1 cho cả hai đội. Phòng ngự rất tốt. Ronaldo. Sadio Mane. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Trent Alexander-Arnold. Sadio Mane. Cơ hội nguy hiểm cho MU. Alexander-Arnold. Bóng văng ra, cơ hội vẫn còn. Mất bóng trong vòng cấm. Không có gì khó khăn đối với Alisson. Saki. Không thể ghi bàn nếu cứ dứt điểm thế này. Anh gọi đó là dứt điểm sao? Nó giống như tình huống phá bóng vậy. Và bây giờ là sẽ đổi người đến từ Manchester United. Sadio Mane. Phối hợp tốt.
Rashford. Đó là pha cản bóng thân sâu. Cả hai đội. Hiệp 2 trận đấu tại Old Trafford xin được bắt đầu. Úc. Đó là một pha biểu. Và đây là cú sút. Họ đang cố gắng trong tuyệt vọng để thay đổi trận đấu này. Họ đang cố gắng tìm kiếm một bàn thắng. Messi. Sút. Tuyệt vời. Một bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Shaqiri. Anh ta đã thể hiện nó ngay từ lần chạm bóng đầu tiên phải không? Anh ấy đã chớp lấy cơ hội rất tốt để ghi bàn. Thủ môn đã không có cơ hội để cản phá. Về vạch xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Benzema. Messi. Họ đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Bernardo Silva. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Ném biên cho Barca. Ronaldo. Messi. Ronaldo. Nguy hiểm. Wow. Bàn thắng tuyệt đẹp của Benzema. Đó là bàn thắng với chất lượng hàng đầu. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Đây rồi, pha quay dầm sẽ cho chúng ta thấy đường sự yếu kém và phòng ngự trong bàn thắng này. Cũng không hẳn đâu, đó là đường căng ngang rất tốt, hàng hậu vệ đã làm hết sức của mình. Chúng ta có thể xem lại bàn thắng này. Đó là pha dứt điểm rất tốt. Benzema. Có cơ hội ngay bây giờ. Thủ môn đã đưa bóng. Vào. Bàn thắng được ghi cho Barcelona. Kiến tạo rất tốt, bàn thắng tuyệt vời. Thủ môn đang than phiền với các hậu vệ. Anh ta nghĩ cầu về nên áp sát nhanh hơn trong tình huống đó. 4-1 là tỷ số hiện tại của trận đấu. Substitution taking place. Going on the field is number 26. Pogba. Goal for Barcelona in the 65th minute. Number 35. Nabi Fekir. Có cơ hội. Cú đá quá thiếu chính xác. Ronaldo. Messi. Sút. Pha chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Benzema. Việt vị rồi. Rất đáng tiếc. Nếu không đó sẽ là một tình huống đe dọa hung hãn đối phương. Chuyền bóng lại thành công. Tình huống khá nguy hiểm. Thủ môn đã kịp thời khép góc. Ronaldo.
đấy ấy. Nhiều bàn thắng nhưng cũng rất nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ. Andrew Robertson, Kylian Mbappe, Blotin, Bernardo Silva, Pogba. Ồ, thật dễ dàng cho thủ môn. Chúng ta quyết định thời gian bù giờ là 3 phút. Sadio Mane có thể có bàn thắng. Phán đoán chính xác, Alisson đã ôm gọn bóng trong tay. Như vậy
Một trận đấu tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta. Tất nhiên rồi, hãy ổn định chỗ ngồi và trận đấu của các bạn trông chờ sẽ được đến rất nhanh thôi. Borja Baston. Simo Navarro. Có cơ hội ngay bây giờ. Wow! Một cú sút, một bàn thắng. Khán giả đang bùng cháy. Một khởi đầu rất tốt. Tỷ số đang là 1-0. Ronaldo. Benzema. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Cristiano Ronaldo. Bóng đi như một mũi tên và có thể gây nguy hiểm cho các khán giả. Borja Baston. Jordi Alba. Benzema. Cơ hội. Mất bóng rồi. Vẫn còn nguy hiểm. Nguy hiểm. Vào đi. Borja Baston. Cơ hội. Vẫn còn nguy hiểm. Người vừa phá bóng là Sergio Ramos. Thomas Pina. Nguy hiểm. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Tình huống hay. Anh ấy đã cướp được bóng. Borja Baston. Tony. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Chuyền bóng lại. Và đây là cú sút tuyệt vời. Một góc nhìn rất tốt từ pha chiếu lại. Gia tăng khoảng cách lên thành 2-0. Jonathan Caleri. Và họ vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi.
Jonathan Caleri. Đường chuyền xuất sắc. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Benzema. Ronaldo. Để pha được bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Họ đã kiểm soát bóng với pha đánh đầu đó. Nguy hiểm. Pha góc cho Barca. Toàn. Cô bóng vào. Chiếc xe bát hai tầng vững chắc đang được dựng lên. Ronaldo. Đường chuyền quá thông minh. Đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn. Rất tốt, bàn thắng tuyệt vời. Đây rồi, sau cái dầm xe cho chúng ta thấy được rõ bàn thắng này hơn. Vâng, nó đến từ một cú căng ngang rất sớm từ cầu thủ kiến tạo. Hàng phòng ngự đã phán đoán tình huống chưa tốt khi để anh ấy bật lên đánh đầu. Đúng vậy, anh ta đánh đầu trong tư thế khá thoải mái. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Borja Baston. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 2-1. Có cơ hội ngay bây giờ. Vào. Chuyền bóng lại. Và đây là cú sút. Tuyệt vời. Đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn. Trận đấu sẽ được tiếp tục với quyền phát bóng của Barcelona. Benzema. Messi. Simo Navarro. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát một lần nữa. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Borja Baston. Vào rồi, thật tuyệt vời.
tốt hơn và bảng điểm đã cho thấy điều đó. 3-1 trên bảng tỷ số. Chúng ta sẽ bắt đầu lại trận đấu. Một pha phản xạ tuyệt vời của thủ môn, không có gì áp lực với anh ta. Foni. Thật đáng tiếc, đáng ra đã có một tình huống nguy hiểm hơn rồi. Saki. Một pha đấm bóng từ thủ môn. Foni. Pepe vừa có pha phóng lên. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Rất nhiều đường truyền. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Nelson Semedo vừa có pha phóng lên. Úc. Saki. Benzema. Jordi Alba. Ronaldo. Messi. Một pha phóng an toàn. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha không chiến đó. Jonathan Caleri. Foni. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 2 phút. Hết giờ. Kết quả thế này thì khá là tệ đấy. Đây không phải là một trận hòa, họ đã phải nhận một thất bại. Có cơ hội ngay bây giờ. Wow!
Một trận đấu tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta. Tất nhiên rồi, hãy ổn định chỗ ngồi và trận đấu mà các bạn trông chờ sẽ đến rất nhanh thôi. Barcelona là đội giao bóng và trận đấu đã bắt đầu. Benzema. Jorge Molina. Victorino Antunes. Jorge Molina. Tình huống lấy bóng của Sergio Ramos. Benzema. Chuyền bóng lại. Sóng gió tạm thời chú qua. Đã để mất bóng. Karim Benzema. Saki. Và sẽ là một pha tấn công của Barcelona. Phối hợp tốt. Thật tuyệt khi sút. Đó là pha chặn bóng tốt. Tuyệt vời. Nguồn thắng vô cùng đẹp mắt của Shaqiri. Đó là những gì chúng ta mong đợi. Một đội chiến thế và họ đang chứng tỏ trên bàn tỷ số. Chúng ta không phải lúc nào cũng có được những thứ mà mình mong đợi, nhưng thật sự đội bóng đã thi đấu rất tốt, đặc biệt là cái tiền đạo của họ. Ôi, anh có cảm nhận được không? Cú đánh đầu đấy mạnh, không thua kém gì một cú sút cả. Và Barcelona đang là đội dẫn trước. Chuyền bóng lại thành công. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Benzema. Messi. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Anh ấy có thể sút. Tuyệt vời. Tuyệt vời, hai bàn thắng một cách nhanh chóng không thể tin được. Vâng, đối thủ của họ dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và thực sự đây đúng là điều bất ngờ. Từ một góc độ khác ở đây. Tỷ số được đưa lên 2-0. Mata. Dimitri Funkia. Mata. Và đây là cú sút. Và dứt điểm trên khung thành. Đó là pha tiếp bóng không chính xác. Nelson Semedo. Messi. Jordi Alba. Messi. Sút đi. Tiếc thật, anh ta đã đến rất gần với bàn thắng thứ hai nhưng thủ môn đã từ chối nó. Đúng vậy, một pha chạy bóng tốt. PP. Tiếp tục là một pha phạt góc. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Sút đi. Thủ môn đã cản phá một pha ghi bàn.
Cú xoa bóng tốt nhưng bóng lại đi hết đường biên dọc. Đó là một pha ném biên. Vitorino Antunes. Và đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Dimitri Fonkia. Không ai ngăn cản. Và đó sẽ là một cú đá phạt. Messi. Saki. Mất bóng trong vòng cấm. Ồ, thật dễ dàng trên thủ môn. Vitorino Antunes. Jorge Molina. Hay không là kết quả về một. Chuyền bóng lại. Sóng gió tạm thời trôi qua. Tuyệt vời, một bàn thắng vui của đá mắt của Shaqiri. Anh ấy có thể sút. Tuyệt vời. Hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu. Otillo. Fulvia. Sút như thế sao mà ghi bàn đây? Benzema. Jordi Alba. Damian Suarez. Chuyền bóng lại. Họ đã kiểm soát bóng với pha đánh đầu đó. Xe có phạt góc. Anh ấy đã xuất hiện và làm chệch hướng bóng. Ronaldo. Sút. Trúng cột. Pha bóng an toàn. Mất bóng rồi. Jorge Molina. Messi. Một pha phản xạ tuyệt vời của thủ môn, không có gì áp lực với anh ta. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Mata.
và mất bóng. Người vừa phá bóng là Sergio Ramos. Sakiri nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Bắt bóng. Thật tuyệt khi sút. Vào. Bàn thắng được ghi cho Barcelona. Người đội trưởng đã ghi bàn thắng rất đặc biệt. Đó là bàn thắng quan trọng. Cầu thủ dẫn dắt đội bóng vào những thời điểm quyết định và đánh dấu tầm ảnh hưởng của anh ta. Tốt lắm. Tôi không chắc là anh ta có gì đó, nhưng bóng vẫn len lỏi qua tất cả. Không ai có thể chặn được cú sút đó. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Ahmad Ndaye, Dayhu. Trận đấu đang đi tới phút thứ 82. Vẫn đứng vững. Có thể có bàn thắng. Cô bóng vào. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Thời gian thi đấu của trận đấu đã kết thúc, tỷ số chung cuộc là 3-0. Họ không bao giờ khiến chúng ta quá ngạc nhiên về những chiến thắng. Họ vẫn tiếp tục có được một chiến thắng dễ dàng. Yeah, họ luôn là như vậy, khá thường xuyên. Barcelona là đội giao bóng và trận đấu đã bắt đầu. Messi, Jordi Alba và sẽ là một pha tấn công của Barcelona. Cần phải cướp bóng ngay. Các tiền vệ cánh đang di chuyển ra cánh đợi bóng. Và đó sẽ là một cú đá phạt. Jordi Alba. Cristiano Piccini.
Carlos Soler Barragan, Dani Parejo, Rodrigo, Santi Mina, một cú sau bóng rất mạnh và đá cướp được bóng. Dani Parejo, Santi. Cristiano Piccini. Bóng tạm thời được trả về cho Neto. Messi. Sóng gió đã nổi lên. Đá phạt cho Barcelona. Hàng rào đã nhảy lên để ngăn cú sút phạt đó. Dani Parejo, Rodrigo, Carlos Soler Barragan, cơ hội. Và đây là cú sút. Ồ, rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Đường truyền quá thông minh. Gaya vừa có pha phóng lên, chấp nhận một pha phạt góc. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Dani Parejo, và đây là pha tấn công của cầu thủ Valencia. Sút đi. Thủ môn đã đưa bóng văng ra, trận đấu vẫn tiếp tục và anh ấy đã bỏ lỡ nó. Jordi Alba. Nelson Semedo. Tăng tốc. Một pha xoạc bóng của Gabriel. Và hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc với tỷ số 0-0. Hiệp 2 đã bắt đầu với quyền kiểm soát từ cầu thủ Valencia. Jordi Alba, Sakiri, đá phạt cho Barcelona. Vâng, rất nhanh. Anh ấy đã cướp được bóng. Ồ, anh ấy đang truyền về cho thủ môn. Santi Mina. Sút. Tôi nghĩ trận đấu này quá tuyệt vời và nó đến từ những pha cứu bóng thần kỳ của thủ môn. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Parejo. Người vừa phá bóng là Sergio Ramos. Sakiri bật tường. Nguy hiểm. Đó sẽ là một quả phạt góc. Và bây giờ là trao đổi người đến từ Valencia. Lionel Messi. Và đoán chính xác, Neto đã ôm gọn bóng trong tay. Denis Cherlichev.
cơ hội là đây. Anh ấy đã đưa bóng lên khán đài. Thủ môn có thể đi tới và bắt bóng. Daniel Vaz. Sergio Ramos. Mất bóng rồi. Một cú xoa bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Jordi Alba. Benzema. Thật gọn gàng. Nelson Semedo. Barcelona đang tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Benzema. Vâng, trận đấu đã trôi qua được 84 phút. 6 phút còn lại trên đồng hồ của tôi. Daniel Vaz.
Real Madrid sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Ronaldo, Messi, họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Messi, thật tuyệt khi sút. Thủ môn không cần di chuyển vẫn bắt được bóng. Sergio Ramos, Joshua Kimmich, Hook, rồi, sút, một tình huống phản công rất sắc sảo. Không có đáng được ghi. Vâng, một nỗ lực phản công tuyệt vời nhưng pha dứt điểm đi chệch khung thành trong găng tấc rất đáng tiếc. Cesc Fabregas, không được. Kai Walker, Pogba, Pepe, ném biên cho Real Madrid. Sergio Ramos, không chơi bóng quá tồi. Và sẽ là một pha tấn công của Real Madrid. Đó nên là một cơ hội. Vào! Bàn thắng tuyệt đẹp của Lionel Messi. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng ạ. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Tỷ số được mở 1-0. Đó là một pha sút bắt rất tốt, một cú sút tầm thấp. Phạt góc nguy hiểm dành cho Real Madrid. Pepe, Cesc Fabregas, anh ấy cần canh lại thức ngắm. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Và đây là cú sút. Ồ khóc. Ồ sút. Cesc Fabregas, ném biên cho Barca. Hook, Saki, Joshua Kimmich, Saki. Thời gian bù giờ sẽ là 2 phút. Tình huống tấn công rất hay. Ronaldo, 1-0 là tỷ số về một. Và chúng ta sẽ trở lại với sân vận động Santiago Bernabeu để đến với hiệp 2 của trận đấu.
bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Có thể có bàn thắng. Cần phải làm tốt hơn trong những cuộc phản công thế này. Đúng là như vậy, bóng đá hiện đại đang ngày một ít cơ hội rõ ràng như thế này. Vì thế, bạn không được hoang phí, ít nhất là theo cách như vậy. Roberto Carlos. Joshua Kimmich. Cơ hội. Van Dijk vừa có pha phóng lên. Ít nhất thì cũng phải có một pha phạt góc để họ có cơ hội gỡ hòa. Eden Hazard. Đó là một pha tăng tốc tuyệt vời. Messi. Phối hợp tốt. Oh, anh ấy đã sút rất tốt nhưng không trúng mục tiêu. Họ đã kiểm soát bóng với pha đánh đầu đó. Một cú sọc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Messi. Ronaldo. Đối phương bị bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Ronaldo. Rất tốt, một pha tạt bóng rất tốt. Một tình huống cản phá xuất sắc của Alisson. Vẫn còn nguy hiểm. Các trung vệ vẫn chưa kịp lui về. Cơ hội phản công. Messi. Và đây là cú sút. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Cesc Fabregas. Họ nên sút bóng tầm thấp. Jordi Alba. Messi. Rất có thể đội bóng sân nhà sẽ giữ lại trọn vẹn chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Chính xác là như vậy, họ đã tận dụng triệt để được lợi thế sân nhà. Tăng tốc. Bàn thắng tươi đẹp của Eden Hazard. Anh ấy không cần dùng quá nhiều lực, chỉ cần vừa đủ để bóng đi vòng qua thủ môn. Một cú sút rất tốt. Và tôi nghĩ anh ta đã thi đấu với một sự tự tin rất lớn để thử điều đó và anh ta đã thành công. Tốt lắm. Tôi không chắc là anh ta có chủ ý đó, nhưng bóng vẫn len lỏi qua tất cả. Không ai có thể chặn được cú sút đó. Fabregas. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Tiến lên đi. Pha phá bóng đi hết đường biên ngang. Bàn thắng tươi đẹp của Benzema. Đó là bàn thắng tuyệt vời, Alan. Đó là bàn thắng tuyệt vời. Một lần nữa tỷ số đang là 2-1. Ronaldo. Saki. Oh,
2-1 là kết quả cuối cùng của trận này. Một trận đấu tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta. Tất nhiên rồi, hãy ổn định chỗ ngồi và trận đấu của các bạn trông chờ sẽ được đến rất nhanh thôi. Phòng ngự rất tốt. Benzema. Cơ hội. Và đây là cú sút. Bóng đã vào lưới, thủ môn đã không được cản phá thành công. Vâng, đẳng cấp của đội bóng vừa được thể hiện qua bàn thắng vừa rồi. Tất cả đều hoàn hảo từ những pha phối hợp cho đến cú dứt điểm cuối cùng, điểm 10 cho chất lượng. Và Barcelona đang là đội dẫn trước. Và bàn thắng đã quá tuyệt vời, trận đấu đã quay về vạch xuất phát. Cú sút thực sự rất khó, bóng đi ngay dưới góc khung thành. Vâng, rất ngoạn mục khi làm điều đó. Thủ môn đối phương đã cố gắng hết sức nhưng không thể nào ngăn cản. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-1. Đã có đồng đội hỗ trợ Mkhitaryan. Barcelona đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Carlos Tevez. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Pha bóng tốt. Và anh đã ghi bàn bằng đầu. Bắt rất tốt, một cú sút tầm thấp. Vẫn là phạt góc. Gerard Piqué. Vào. Bàn thắng được ghi cho Barcelona. Một bàn thắng tuyệt vời, thật không thể tin được, một bàn thắng ở góc không độ. Barcelona đang bị dẫn trước. Joshua Kimmich. Rất tốt. Bàn thắng tuyệt vời đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Wow, đó là bàn thắng tuyệt đẹp phải không Tùng? Đúng như vậy, họ đã bàn chuyển rất nhanh. Điều mà chúng ta chỉ nhìn thấy trong các buổi tập mà thôi. Vâng, còn vị trí rất tốt. Tôi không thể ngoan hơn và anh ta đã tận dụng nó. Alexis Sanchez. Messi. Roberto cần phải kéo giãn hàng phòng ngự đối phương ra trước. Thật tuyệt khi sút. Wow, bàn thắng được ghi cho Barcelona. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể nhận một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng ạ.
không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Một trận đấu hấp dẫn, tỷ số là 3-2. Messi bị ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã mất bóng vào chân đối phương. Ronaldo. Và đây là cú sút. Thủ môn đã bắt được bóng. Phạt góc nguy hiểm dành cho Barcelona. Đường truyền quá thông minh. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Jordi Alba. Messi. Barcelona đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Rất nhanh. Sút đi. Chúng cột. Chúng ta quyết định thời gian bù giờ là 3 phút. Carlos Tevez. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Saki. 3-2 là. Trận đấu sẽ được tiếp tục với quyền phát bóng của Barcelona. Saki. Anh ấy sẽ truyền lại cho thủ môn. Đó nên là một cơ hội. Wow! Bàn thắng tuyệt đẹp của Benzema. Vâng, đó là một điều khá buồn cho thủ môn. Anh ta dường như đã không tập trung vào tình huống đó. Một trận đấu phi thường ở đây. Hai đội đã chơi rất tốt. Họ đều ghi được bàn thắng quan trọng trong trận đấu. Vẫn giữ được bóng. Messi. Sút. Không vào. Người vừa phá bóng là Sergio Ramos. Bắt rất tốt, một cú sút tầm thấp. Khuôn mặt rất căng thẳng. Đây chắc chắn là một cơ hội mà không ai muốn bỏ qua. Benzema. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Carlos Tevez. Alexis Sanchez. Wow! Bàn thắng được ghi cho Barcelona. Họ đã hoàn thắng chứng minh thừa suất ghi bàn của họ rất tốt trong trận đấu này. Tôi không biết được những gì sẽ diễn ra tiếp theo trong trận đấu. Và Barcelona đang là đội dẫn trước. Họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Sakiri căng ngang. Thủ môn đã dướn người hết sức và đã cản được. Chắc chắn được có penalty. Một quả phạt đền và đó là hình phạt duy nhất được trọng tài đưa ra. Nhưng bóng này cần phải được xử phạt hơn thế nữa. Tôi cho rằng cầu thủ phạm lỗi hoàn toàn có thể bị đuổi ra sân trong tiếng này. Nếu không, chí ít anh ta cũng phải bị một chiếc thẻ vàng cảnh cáo. Ghi bàn rồi, bàn thắng từ chấm phạt đền.
Tôi nghĩ rằng anh ấy đang có tỷ lệ sút chính xác tới 100% phải không anh Quang Tùng? Anh ấy ghi được bàn thắng mỗi khi sút bóng. Anh ấy đang nở nụ cười rất tươi trên khuôn mặt. Tất cả mọi thứ diễn ra theo cách mà cầu thủ này mong muốn. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Đội quân đã bắt được bóng. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Tyson. Anh ấy đã cướp được bóng. Carlos Tevez. Thật gọn gàng. Đường chuyền xuất sắc. Người vừa phá bóng là Sergio Ramos. Thật tuyệt khi sút. Vào rồi, tỷ số trận đấu đã được mở. Đó là bàn thắng siêu hạng từ một đội bóng tuyệt vời. Vâng, đó là anh chàng thủ môn. Anh ta đang chống lại các tiền đạo. Anh ta đang cảm thấy thất vọng bởi hàng hậu vệ thi đấu rất thiếu tập trung. Và Barcelona đang là đội dẫn trước. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Saki. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Cầu thủ của Barcelona vừa có một pha phạm lỗi. Một thẻ vàng được rút ra từ trọng tài. Vâng, anh ấy có thể chỉ bị nhắc nhở nhưng trọng tài đã quyết định đó là chiếc thẻ vàng. Alexis Sanchez. Carlos Tevez. Saki. 84 phút đã trôi qua và còn lại 6 phút. Và đây là cú sút. Và sẽ là phạt góc cho Barcelona. Họ sẽ làm gì với quả phạt góc này đây? Umtiti vừa có pha phóng lên. Và bóng đã đi ra ngoài sân sau cú đá phạt. Carlos Tevez. Trọng tài quyết định thời gian bù giờ là 3 phút. Cắt bóng rất tốt. Saki. Cần phải phá bóng ngay. Húc. Không có bàn thắng, rất đáng tiếc. 5-4 là kết quả cuối cùng của trận đấu.